với hệ thống truyền động hybrid, thiết kế bực hệ thống treo sau mới và hàng tấn công nghệ cabin. Tundra 2022 là một cải tiến lớn so với người tiền nhiệm của nó. Sau hơn một thập kỷ, một chiếc Toyota Tundra mới cuối cùng đã có mặt ở đây. Và sau khi dành một ngày với chiếc xe tải cỡ lớn thế hệ thứ ba của Toyota ở Texas, tôi có thể xác nhận rằng nó lái tốt hơn, cung cấp nhiều tiện ích hơn và trông tuyệt vời. Để khởi động lớn và đậm, Toyota Tundra 2022 sẽ có sẵn trong các phiên bản Senior SA5, Limited Platinum 1794 và TRD Pro. Với các gói TRD Off-Road và Sport có sẵn trên một số phiên bản, các mẫu cabin đôi có thể được trang bị giường cao 6,5 hoặc 8,1 phút. Các mô hình CrewMax có nhiều không gian nội thất hơn và đi kèm với giường 5,5 phút, mặc dù bạn cũng có thể chọn giường 6,5 phút để có chức năng tối đa. Mỗi mẫu xe Tundra đều có lưới tản nhiệt độc đáo, mặc dù sự khác biệt giữa các chi tiết trang trí có thể nhỏ. Hãy nghĩ đến biểu tượng độc đáo chrome thay vì sơn. Bất kể, mỗi tấm lưới của Tundra thực sự rất phức tạp với tỷ lệ giống với những gì bạn mong đợi thấy trên một chiếc xe tải hạng nặng. 2022 Toyota Tundra TRD Pro có phong cách chắc chắn và sức mạnh hybrid nhìn chung. 2022 Tundra dài hơn một chút và không cao như người tiền nhiệm của nó, nhưng nhìn từ trước ra sau, đây là một chiếc xe tải hấp dẫn hơn nhiều. Tôi thích đèn pha gắn trên cao bao quanh hai bên bởi đèn LED chạy và đèn xi nhan tuần tự. Đèn hậu cũng thú vị, tương tự với 3 yếu tố dọc riêng biệt. Toyota đã từ chối tham gia vào cuộc thử nghiệm cửa hậu đa chức năng đang chớm nở, thay vào đó cung cấp cho chúng tôi một phía sau thả xuống đơn giản. Ít nhất thì cửa hậu nhẹ hơn 20% so với trước đây và có thể mở bằng cách chạm vào một nút trên đèn hậu phía người lái. Điều này rất tốt khi bạn đã đầy tay và bạn không thể chạm tới key fob. Một bản nâng cấp công nghệ bên trong. Thiết kế của Tundra chắc chắn là hoạt động tốt hơn hình thức, nhưng đây là một chiếc xe tải, vì vậy tôi không thể tìm thấy lỗi ở đó. Ram có thể đã hết sức sang trọng trong chiếc xe bán tải 1500 của mình, nhưng Toyota vẫn giữ nó thực sự. Có rất nhiều ngăn chứa bên trong cho các vật dụng nhỏ hơn và bảng điều khiển trung tâm khổng lồ, với bệ tì tay riêng biệt cho người lái và hành khách. Tôi thích rằng ngưỡng cửa sổ là độ cao hoàn hảo để tôi tựa khuỷu tay vào khi lái xe. Mặc dù có sẵn một cụm đồng hồ đo 12,3 inch có thể cấu hình lại, nhưng thứ thực sự thống trị bảng điều khiển là hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch tùy chọn. Tôi không có nhiều thời gian để chơi với công nghệ mới của Toyota, nhưng thoạt nhìn nó tốt hơn rất nhiều so với những gì đã có trước đây. Nó có thể nhận dạng các lệnh thoại tự nhiên. Vì vậy tất cả những gì tôi cần nói là: "Này Toyota, về nhà thôi", và điều hướng sẽ kéo đến địa chỉ được lập trình trước của tôi. Hơn nữa, bản đồ nhanh chóng phản hồi các lệnh chụp để thu phóng và về tổng thể, màn hình cảm ứng thực sự nhảy. Nhiều điện thoại có thể được kết nối qua Bluetooth và Apple CarPlay không dây và Android Auto đều có ở đây. Sức mạnh hỗn hợp gia nhập đội hình. Đối với năm 2022, Toyota đã loại bỏ các lò xo lá phía sau cũ của Tundra để chuyển sang thiết lập lò xo cuộn. Bạn thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa và có được hệ thống treo khí nén phía sau tự cân bằng với bộ giảm chấn thích ứng. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ ràng sau khi lái xe 10 feet. Chuyến đi mượt mà hơn, mọi khuyết điểm trên mặt đường đều được khắc phục và nói chung, Tundra dễ điều khiển hơn nhiều. Tay lái vẫn còn khá mơ hồ, nhưng nghiêm túc mà nói, đây là sự khác biệt giữa đêm và ngày về chất lượng xe. Trong khi nhiều đối thủ cạnh tranh của Tundra cung cấp 4 hoặc 5 lựa chọn động cơ, Toyota đang gắn bó với 2 thiết lập tiêu chuẩn là động cơ tăng áp kép 3,5 lít V6, mặc dù nó đi kèm với 2 trạng thái điều chỉnh. Tundra Senior cơ sở có công suất 348 mã lực và mô men xoắn 405 Pound-ft, nhưng tất cả các con số khác đều tăng lên 389 mã lực, và động cơ này có phân phối điện tuyến tính và nhiều horsepower tầm trung. Đi đôi với động cơ này là hộp số tự động 10 cấp, đây là một cải tiến lớn so với loại 6 cấp của chiếc xe tải cũ. Hộp số rất vui khi giảm một vài bánh răng khi tôi cần thêm sức mạnh, nhưng nếu không thì vẫn mượt mà khi di chuyển. Với hệ dẫn động 2 bánh, 2022 Tundra ước tính sẽ trả về thành phố 18 mpg, đường cao tốc 23 mpg và kết hợp 20 mpg. trừ một trong mỗi danh mục cho xe 4 bánh. Ngôi sao của chương trình là động cơ I-Force Max Toyota nói cho động cơ 3,5 lít V6 nói trên với hỗ trợ điện. Động cơ tăng áp kép V6 tiêu chuẩn không thiếu sức mạnh, nhưng động cơ hybrid có công suất 437 mã lực và momen xoắn. Momen xoắn tức thời được bổ sung của động cơ điện thực sự đáng chú ý. Chiếc xe tải này hoàn toàn xé toạc khi bạn hạ nó xuống. Ở tốc độ trong bãi đậu xe, Tundra sẽ chạy bằng năng lượng điện thuần túy, nhưng khi chân phải của tôi đòi hỏi nhiều hơn. Đối với các thiết bị hỗ trợ lái xe tiên tiến, Toyota cung cấp một loạt các thiết bị tiêu chuẩn trên mọi trang trí. Phanh trước khi va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng. Hỗ trợ theo dõi làn đường và cảnh báo chệch làn đường đều có ở đây, và tính năng sau giờ đi kèm với hỗ trợ lái nếu bạn đi chệch làn đường. Ngoài ra, trên bảng điều khiển còn có đèn chiếu sáng cao tự động và hỗ trợ biển báo đường bộ. Tuy nhiên, giám sát điểm mù chỉ là tiêu chuẩn trên các thiết bị hàng đầu. Mặc dù vẫn thua các đối thủ nói trên về khả năng và công nghệ tích hợp, nhưng Toyota Tundra mới vẫn tốt hơn rất nhiều. Hy vọng rằng vị trí thấp hơn của Tundra sẽ được phản ánh trong giá của nó, hiện vẫn chưa được công bố. Chia sẻ hữu ích nhé!